Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Với cao đài giáo thì đanh từ tận thế và hội long hoa không còn xa lạ nữa. Trong quyển đại thừa chân giáo, hai đanh từ này được nhắc đến luôn. Sở dĩ các đấng thiêng liêng xuống cơ mở đạo, cũng chẳng qua là báo trước cho người trần biết cơ tận diệt đã hầu kề và hội long hoa sắp mở, để thức tỉnh người đời trở về con đường đạo đức cho kịp hội long hoa. Bởi thế trong bài thánh tựa là bài đầu của quyển đại thừa chân giáo, lời kêu tha thiết trước nhất là lời. Minh chơ đạo thời kỳ mạt kiếp, thức tỉnh đời cho kịp long hoa, luôn luôn đanh từ tận thế, thời kỳ mạt kiếp được nhắc đến. Dưới đây chúng tôi trích một vài đoạn, gần tận thế ngôi hai ra mặt, đặng toan phương dìu dắt chúng sanh, chỉ đường cội phước nguồn lành, giác mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng, cuộc tang thương dữ dằn trước đó, mà nào ai có rõ chi đâu, rồi đây chúng chịu thảm sầu, không ngưng đạo đức khó hầu tránh tai, nạn khổ cuộc tương lai dữ dội, nhân vật đồng thay đổi tiêu tan có ai thấu máy hành táng dinh hư tiêu trưởng rõ ràng không sai và cơ tận diệt được các đấng thiêng liêng cho biết đã gần kề như đoạn nguồn đạo đức thâm vi nhiệm lý bổn chân truyền lập trí tìm ra máy dinh hư chẳng có bao xa nguồn tận diệt bày ra trước mắt cuộc sáo trọn đông tây nam bắc nạn chiến tranh đạo tặc dãy tràn ôi muôn nhà trăm họ lầm than chịu khốn khổ tai nàn thảm thiết Đạo ra đời là đời tận diệt, nên Phật, tiên cho biết mà tu. Người thế thường chắc những hèn ngu, cắm cổ chết trong ngục tù tội lỗi. Xem đó đủ thấy vấn đề tận thế đã được cao đài giáo xác nhận, và ngày tận diệt cũng được báo nguy là chẳng còn xa, nhưng quyết định thời kỳ nào thì không thấy nói đến. Về lý do gì mà có cuộc tận thế, có cuộc biến thiên làm cho đời tận diệt? Quyền đại thừa chân giáo cho biết nhiều lý do mà chúng tôi xin lược trình dưới đây. Đời sống vật chất hỗn loạn, Thứ nhất là vì loài người càng xu hướng theo đường vật chất, bỏ hết đạo nghĩa. Cứ mãi đeo mang lấy thói thấp thường, chuộng cái hư đanh giả trá, toan lòng độc ác, chém giết lẫn nhau vì phân màu da. Nước tóc, chỗ ở miếng ăn, chứ không đem bổn phận làm người đối với nhân quần sẽ nhội. Càng ngày càng xa con đường thiên lý, bỏ hết sự tự nhiên thanh tịnh vô vi mà mảng đắm say về thực tế. Điểm linh hồn phải chịu dưới quyền hành của nhân dục khiến sai, làm cho càng ngày càng tối tâm mù mịt thì mong chi thoát khỏi trầm luân nơi miền khổ được. Vì quá chạy theo thị dục mà lòng người trở nên hung ngác, chấm, càng ngày trí thiện càng xa, nhân tình đạm bạc lòng tà giấy lang, đời này hung bạo ngỗ ngang, lòng người bất tránh, dạ càng bất nhơn, nên chi quỷ giận thần hờn, trời ghen đất ghét chịu cơn thảm sầu, họa tràn dậy khắp năm châu, thiên tai, địa ách khó hầu thoát thân, xanh kia một đấng cầm cân thưởng gian cho kẻ hữu phần vô duyên thấy đời thêm luống não phiền vô hình phật thánh thần tiên thở dài mà một khi lòng người trở nên hung ngắc rồi thì sự giết hại lẫn nhau càng ngày càng thêm chất ngất ôi đời đã đến thế thì đời chỉ là một trường tranh đấu kịch liệt một cuộc tàn sát ghê gớm nạn khổ dãy đầy đao binh chất ngất đạo tặc lung tung cho đến đỗi cùng chung một bọc cùng chung một nòi mà cũng tương tàn tương sát lẫn nhau cho vừa lòng dục thì còn chi phong tục kỳ cương tình nghĩa Đời đã đến thế thì giàu ai chí cả tài cao bực nào cũng đành thúc thủ vô sách, chứ có thế gì khiến nổi nhân tâm dường ấy là đời sắp tận vong tiêu diệt đó. Lý do về cõi đời sắp tào tạ này của cao đài giáo, chúng ta thấy không khác lý đu về tận thế của cơ đốc giáo. Đời sống tinh thần suy đổi, ngoài lý do về vật chất, còn lý do về tinh thần cũng là một lý do làm cho đời con người tiến đến cơ tận diệt. Quá sùng phụng vật chất, chỉ biết có vật chất, nên con người càng mất dần tinh thần đạo đức. Các nền đạo giáo cũng gì đó mà thất chân truyền, xa vào lối mê lầm, hư hại. Không kể những đạo giáo khác, chỉ nhìn vào đạo giáo ở Đông Phương. Cái cơ suy đồi của tam giáo, nho, thích, đạo đã thấy rõ rệt lắm rồi. Đạo thích, đạo thiền bày dĩ đoan từ đời thần tu làm mê hoặc chúng sanh. Vậy cũng phổ độ, cũng rượt rành mà chỉ đem con người vào đường u ám, lạc lầm. Kinh sớm truyền lại mà không khảo cứu, kiếm tầm cho ra chân lý, chẳng định trí thâm thiền, không gom thần nhập định. Còn nho giáo, sau đời mạnh tử, càng ngày càng lạc lầm đường thiên lý chẳng cần, chỗ thâm nghiệm không rõ, chỉ học đặng khoe tài hay giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhân ích kỷ, chứa không chịu học để sửa mình, tâm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu huyền bí cái cơ nguồn cội muôn loài. Còn đạo giáo là huyền bí, thậm chí ư huyền bí, chỉ có người bực thượng trí mới thâu đáo chỗ căn, nguyên, còn bực thường nhân hạ trí rất khó thông cơ mầu nhiệm bởi vậy mới hiểu lầm, tưởng sái mà bày ra phép tắc, phù chú làm cho mê hoặc tối đời thêm hư phong tục khiến người nhiễm lấy dị đoan, nào là hô phong hoán võ, chóc quỷ trừ ma, bày binh bố trận mới biến ra tả đạo bản môn thiệt là rất hại. Cái nền tảng vật chất đã hỗn loạn như thế, nền tinh thần đạo đức đã suy đổi như thế, luật tự nhiên của vũ trụ đã sai lệnh thì đó là nhân tố đưa đến con đường biến chuyển đúng với luật tuần hoàn. Hết suy tới thạnh, lý tam nguyên các con khá biết. Đạo có ba nguyên, ba nguyên ấy là cái số cuối cùng của trời, đất. Trước hết mở đầu là thượng nguyên. Thượng nguyên đây chính là nguyên tạo hóa là nguyên đã gầy dựng cả càn khôn vũ trụ. Vậy khi mới tạo thiên, lập địa, nhân loại sanh ra thì tánh chất con người rất đỗi hồn hồn ngạc ngạc, còn đang thuần phác thiện lương, nên chi cứ thuận tùng thiên lý mà hòa hiệp dưới trên. Tương thân tương ái, thời kỳ ấy người người đồng hấp thụ khí thiên nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi đức tháng ngày. Bởi đó đời thượng cổ mới có danh là đời thượng đức, mà thượng nguồn ấy cũng kêu là nguồn thánh đức nữa. Kế đó bước qua trung nguồn thì nhân tâm bất nhất, tập quán theo thói đời, thâm nhiễm những nét xấu mới làm cho xa mất điểm thiện lương bền cạnh ở sức mình mà hiếp bức lấy nhau. Chém giết lẫn nhau, tương sát, tương tàn, mạnh còn yếu mất thì mới sanh ra biết bao trường huyết chiến, không còn kể đồng loại, đồng chủng, đã lật tình đồng nghĩa, đồng bào. Bởi đó đời trung cổ mới có danh là đời thượng lực, mà Trung Nguyên ấy cũng kêu là ngươn, tranh đấu, nữa. Tiếp đến Hạ ngươn, sự tranh đấu ngày càng giáo diết, dữ tận, gớm ghê thì nhân loại lại chê sức mạnh mà dùng não cân. Nên mới bày ra trước quỷ, mưu tà kế sâu, bảy độc, thiệt là khố liệt phi thường. Song đó cũng lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tân hóa, ngặt càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt. Bởi đó đời hiện tại là đời mạt kiếp, còn hạ nguồn này là nguồn điêu tàn. Vậy nên sau khi Lâm Trung nhờ phước duyên ấy mà hưởng quả báo nho nhỏ trong cõi nhân thiên. Năm là 500 năm thứ năm, thuộc về thời kỳ đấu tranh kiên cố, nghĩa là trong thời kỳ này, phần nhiều những kẻ tu hành, tâm hay háo thắng, ý thường ganh ghét, tuy là đồng tu một tôn giáo mà đối đãi nhau như kẻ ngoại đạo. Nhất là chấp chỗ học vấn của mình là phải mà cho sự kiến giải của người ta là sai. Cứ theo kinh đại tập thì năm thời kỳ này kéo dài cả đến 2.500 năm. Và theo Phật lịch thì năm nay là năm 2515. Càng làm cho người đời băn khoăn hơn nữa là khi đem so sánh thời kỳ đấu tranh kiên cố với hiện tình, lòng không khỏi ngạc nhiên mà nghi quyết cho lúc này đã lọt trong thời kỳ mạt Pháp rồi và sắp đến giai đoạn của Phật đi lạc ra đời giáo đạo trong một ngày gần đây. Nhưng điều mà hầu hết giới người tu hành muốn biết khi Phật đi lạc ra đời xã hội loài người vẫn còn giữ nguyên trạng hay có cuộc biến thiên. Cứ theo kinh điển thì mỗi khi có một vị Phật ra đời là có mở hội hóa đồ. Như Đức Nhiên Đăng của Phật có lập liên trì hội, Đức Phật Thích Ca thì mở hội Linh Sơn để tụ hội các bậc La Hán và Bồ Tát. Đến Phật Đi Lặc cũng thế, hội của Ngài sẽ lấy tên là hội Long Hoa bởi Ngài ngồi dưới cội cây Long Hoa mà đắc đạo. Chính vì đó mà hội của Ngài sẽ lấy tên là hội Long Hoa. Mặc dù trong kinh Phật không nói đến tận thế, nhưng khi biết rằng sau này Phật đi lạc ra đời nối ngôi Phật Thích Ca lập ra hội long hoa hoa đổ chúng sanh và quốc độ của Phật đi lạc vô cùng trang nghiêm khác hẳn cõi diêm phù đề này tức là quả địa cầu của chúng ta đang ở không khỏi khiến nhiều người phải tự hỏi. Cõi diêm phù đề sẽ trở thành quốc độ của Phật đi lạc bằng cách nào? Nếu không phải là một cuộc tận thế hay là cuộc thay đổi địa hình hay xê dịch vị trí của quả địa cầu? nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng, nên nguồn tiêu diệt tất sẽ bước đến nguồn bảo tồn là nguyên đạo đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng cổ, thế nên cũng gọi là nguồn tái tạo. Vậy nhân loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ quy nhất thống, đại luân hồi của thiên địa đó. Mà ngày nay đã đúng số nhất định của tạo đoàn, đã tới nguồn cuối cùng của thiên địa. Vì tính ra thì đã 12 vạn 9.600 năm, nên đã tới thời kỳ tạo thiên lập địa một lần nữa. Cái lý về Tam Ơn này cũng đồng một lý với Phật sự phân chia ba thời kỳ của Phật là thời kỳ chánh Pháp, thời kỳ tượng Pháp và thời kỳ mạt Pháp. Như ta đã thấy ở thời kỳ chánh Pháp là thời kỳ Phật ra đời phổ hóa chúng sanh. Chánh Pháp rất thạnh cho nên người sanh ở đời này mỗi tu mỗi đắc. Qua thời kỳ tượng Pháp là thời kỳ xa dần chánh Pháp, cho nên việc tu hành buông lơi, kẻ tu thì nhiều người đắc quả thì ít. Kịp đến thời kỳ mạt Pháp lại càng xa chánh Pháp không biết bao nhiêu, cho nên việc tu tỉnh rất bê trễ. Con người sinh ra trong thời kỳ này háo danh háo lợi, giàu cùng ở trong một tông phái cũng chia phe kết đảng tranh đấu nhau. Chính vì đó mà con người bước đến chỗ đốn mặt, song luật tuần hoàn của vũ trụ vẫn không bao giờ dứt. Một khi đi đến chỗ cuối cùng thì chuyển sang qua một giai đoạn mới để trở lại thời kỳ tránh pháp, rồi thượng pháp và đi đến kết cục là mặt pháp. Chính Phật đi lạc sắp ra đời là để trùng hưng tránh pháp hay thượng nguồn vậy. Cái lý của cao đài giáo không xa cái lý của Phật, nhưng ngoài cái lý về tam hơn, Đức Cao Đài Tiên Ông còn giải thích cái cơ mầu nhiệm về luật tiến hóa của quả địa cầu mà Ngài gọi là quả địa cầu 68. Và chính đó là lý đu thứ tư về đời tận diệt, luật tiến hóa của địa cầu. Đây thầy luận qua quả địa cầu 68 của các con, nó gần ngày tiêu diệt. Thầy không nỡ để cho các con chung chịu vùi lấp trong cuộc tang thương nên phải giáng thế độ đời, thả linh thoàn mà đưa về bồng lai tiên cảnh, cái quả địa cầu của các con ở đây nó gần đúng thời kỳ tan rã, ấy là thiên thơ thầy định trước ngày giờ, mà cũng vui cho các đẳng chúng sanh được trổi bước lên một đất thang cao. Hệ thế giới này tiêu diệt thì linh hồn nhân loại tân hóa sang qua quả địa cầu 67 là nơi tiền định của đạo màu. Thầy mới đến đây lần chót mà đem các con sang qua thế giới nhẹ nhàng, còn những đứa mê muội, ngỗ ngang, tội tình thì lại bị tiêu tan ra gió bụi. Các con phải có ngày tậu tuyệt. Đứa nào thuận thiên cơ biết đạo đức thiếu từ thì Phật tiên trực rước. Còn đứa nào cả ác độc, trước trần khó mà an thân ngày chót. Vậy thì ngày nay thế giới đã đúng luật tuần hoàn thầy đến nặng sẽ đem các con vào một thế giới khác mà cho an nghỉ hầu tầm cơ siêu xuất đến cảnh thần tiên. Các con chẳng nên khinh lời ấy là dị đoan, một ngày kia sẽ có. Xem qua bốn lý do vừa kể thì cơ tận diệt đã rõ rệt quá rồi. Các đấng Phật, tiên, thần... Thánh Giáng Bút đều chẳng biết bao nhiêu lần nhắc nhở và báo trước ngày tận thế sắp đến. Cái định luật này đã dĩ nhiên của cơ tạo hóa, không có đấng thiên liêng nào làm ra hay cưỡng lại được. Chính đấng cao đài Bồ Tát đứng trước định luật ấy cũng không biết làm sao, đến phải than. Thời kỳ nhân vật đổi thay, nên chi thầy mới ra tay độ hồn. Thầy là chúa cả càn khôn, nhưng không thể sửa phép công thiên điều. Thấy con phạm tội rất nhiều, thương con xuống thế dắt dìu các con. Bởi là thiên điều, là phép công của Tạo hóa cho nên không làm sao sửa chữa được vì Tạo hóa bao giờ cũng vô tư, thưởng phạt rất công minh. Cầm cân tạo hóa rất công minh lành thưởng phước ban, giữ phạt hành. Một mảy không ly, đời tưởng dễ, nạn tai dường ấy cũng chưa kinh. Mà luật thưởng phạt ấy, do đâu mà có? Nếu nói do đấng thần linh làm ra là sai cả luật Tạo hóa công minh vô tư. Không đấng thần linh nào bày ra cả. Mọi sự phản khích trong đời đều từ con người mà ra. Hễ con người tạo ra cái nhân nào thì tất nhiên phải hưởng lấy cái quả ấy. Các đấng Phật, tiên, thần, thánh thấu triệt cái luật nhân quả muốn cứu đời cũng không biết làm sao được khi chúng sanh đã gây ra rất nhiều tội lỗi. Các đấng thiêng liêng chỉ còn cách là khuyên người đời bỏ ác về lành. Sống đúng theo con đường đạo là con đường hướng thiện. Đứng trước cơ tận diệt, các đấng thiêng liêng không nỡ ngồi yên phải đành dáng thế độ đời. Thầy thương mở lượng từ bi, dáng trần khai hóa tam kỳ hạ ngương nay là đúng cuộc tuần huồn. Phật tiên giáng thế ra ơn độ người, chấn hương giáo lý đạo trời, hầu toan đánh thức người đời tỉnh say. Cách giáng thế độ đời của tiên, Phật có nhiều lối, hoặc ra cơ bút như cao đài giáo, hoặc chuyển kiếp mượn sắc trần như Phật giáo phái Phật thầy Tây An. Khi giáng bút thức tỉnh người đời, các đấng thiêng liêng hàng báo cho hay trước sắp đến ngày tận diệt. Nguồn hội chót lập thành cơ đạo đức, để độ đời thoát vực biển sông mê, cuộc tang thương này cũng gần kề, đường tránh đại chưa hề ai bước đến. Hoặc giả thấy đời sắp thảm khổ mà phải than, cuộc đời cay nghiệt, nhiều nỗi éo le, nạn nọ nạn kia kế đến ngày tạo thiên lập địa. Máy hành tàng chưa thấu đáo, phép nhiệm màu cơ tạo đã bày ra. Ôi lùa thảm khổ cho đời sẽ chịu vùi chôn trong cuộc tan thương biến đổi. Nhưng cơ tận diệt ấy sẽ diễn ra thế nào? Và chúng sanh sẽ bị tiêu diệt hết chăng? Hội Long Hoa là ngày phá án theo cơ bút của cao đài giáo thì rồi đây sẽ có hội Long Hoa để chọn người hiền đức chỉ có người hiền đức mới có đi đến hội long hoa còn những kẻ hung ác thảy đều bị tiêu diệt hiếm hoi cuộc thế xoay vần long hoa đang bảng phong thần chẳng lâu thấy đời có biết gì đâu không lo luyện tập đạo màu thoát mê cả mang tội lỗi nặng nề trong vòng tứ khổ khó bề lánh tai cuộc trần nhiều lối trông gai trời hôm bước khéo lạc loài mạng nguy như thế đủ thấy hội long hoa là một hội lập ra trong thời kỳ tận diệt để chọn người hiền một cơ hội hiếm hoi mấy muôn năm mới có một kỳ. Hội sở dĩ được lập ra là vì con người đã gây ra tội lỗi quá nhiều, cũng như nhà ngục sở dĩ có là vì đã có người phạm tội. Như thế ai cũng có thể hiểu hội Long Hoa là ngày phá oán, ai mưu tả, trước quỷ bị đọa đầy. Bảng phong thần trước mắt, cuộc giữ dằn đã cuối buổi tương lai. Đối với kẻ ác, hội Long Hoa là một cuộc phán quyết, nhưng đối với người hiền đức, hội Long Hoa vốn là trường thi để chọn trang tu mi đạo cao đức cả. Ngọ cơ hoàng thượng đế vận thần thông, điểm đạo nhân sanh thoát não nồng, mở cuộc long hoa chiêu thánh đức, hưng truyền chân lý phước cao phong. Thế cho nên những kẻ hữu căn hữu phước khá lập trí lo tu luyện cho kịp kỳ vì là một cơ hội hiếm hoi mà lại là kỳ đại xá nam bang hữu phước. Mối nghiêm truyền gặp được là may, dầu người có tội tình mà biết ăn năn cải hối lo lập đức tu thân cũng đều được ân xá huống chi chính nam bang là nơi hữu phước hơn hết. Lo lường thấu đáo đạo huyền vi từ thuở năm xưa chẳng dám bì, một nước nhỏ nhen trong vạn quốc, ngày sau làm chủ mới lạ kỳ, nhưng vì đâu Nam Bang hữu phước thì không thấy giải, chỉ thấy nói. Đông phương hồng phước cũng còn, nên chi tiên vật chiều lò độ nhân, đã là một cơ hội hiếm hoi cho những người hữu phước nên vật, tiên khuyên chúng sanh phải sớm cải ác tùng thiện, gắng trí tu hành cho kịp hội long hoa để cho khỏi đọa sa muôn thuở. Đời vừa gặp lúc hạ nguồn, tang điền thương hải tuần huồn vần xoay thiên cơ khó nỗi tỏ bày, may duyên mới gặp đạo thầy kỳ ba, gián tu kịp hội long hoa, trễ rồi một kiếp đọa xa muôn đời, giàu cho vật đổi sao rời, tu hành cũng được Phật trời trở che. Nhưng khi hội long hoa đã mở, những người hiền đức đã được chọn, đời sống tương lai sẽ ra thế nào? Đây là điều đức cao đài thượng đế cho biết, đạo phục hưng là vì lòng bá cái, từ bi của thầy thấy cuộc tuần huồn hầu mãn, cơ dĩ định cận kề không lẽ để đám con thầy phải trung chịu trong cuộc tang điền thương hải mà bị chôn lấp cả sắc hồn nên mới dáng thế phực hưng trơn truyền để chỉnh đốn đời u lệ trở lại đời nhiêu thuấn cho người người rõ đạo đức tu hành hầu thuận theo thiên lý mà bỏ giữ làm lành và kềm nhân dục để xa đường tội lỗi chỉ biết đời hậu lai sẽ như đời nhiêu, thuấn hay hơn nữa chấm dựng đời ngủ đế mơ hoàng trăm nhà muôn họ vững vàng thành thơi chưa ai thấu đáo cơ trời rồi ra kích bác lắm lời dị đoan chớ không biết gì nhiều hơn nữa duy có sấm giảng của phật giáo phái phật thầy thì mới thấy giải rõ cõi đời thượng nguồn